Trở lại chương trình bản tin tức của Hoa Kỳ để cập nhật một số tin tức liên quan đến cuộc bầu cử của 2024. Ông Trump đang mở rộng lợi thế tiền mặt để huy động được 24,5 triệu đô la. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đảng Cộng hòa cho 2024 đã huy động được 24,5 triệu đô la trong cái trang cáo nguyện thứ ba, gần cái số tiền gấp đôi như bất kỳ cái đối thủ chính trị nào của ông đã loan báo trong cùng kỳ. Cái báo cáo gây quỹ của Ủy ban bầu cử liên bang công tố vào tối Chủ nhật đưa ra cùng một thời điểm khi ông Trump dẫn đầu cái đối thủ chính trị của ông, Tổng đốc Ron DeSantis, với 45,5 điểm trên mức trung bình của cuộc thăm dò CrystalClearPolitics.com. Tổng thống Trump cũng có số tiền mặt sẵn có nhiều gấp 3 lần so với ông DeSantis, người về cơ bản là đối thủ gần nhất của ông Trump cho đến nay, và ông Trump có 37,5 triệu đô la so với 12,3 triệu đô la của Ron DeSantis. Nhưng mà trên thực tế, nguyên tắc ông Ron DeSantis đã tranh cử là cũng riêng vấn đề tiền bạc thôi, chứ thật sự không có sao mà chiến thắng ông Trump được cả. Nikki Haley, một trong những đối thủ thân cận nhất của Tổng thống Trump, là đại sứ Liên Hiệp Quốc, đã hiện báo cáo có 15,5 triệu đô la. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và Biden, Ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ, đã huy động được 71 triệu đô la trong cái trang cáo nguyện thứ ba so với 45 triệu đô la của ông Trump và ban lãnh đạo Pact Save America của ông. Tuy nhiên, cái chiến dịch tranh cử của Biden và ông Trump đã thông báo có số tiền mặt gần như nhau, 24,8 triệu đô la và 24,5 triệu đô la. Cái phần lớn chi tiêu của dự luật pháp lý của ông Trump trong tháng 3 đến từ ủy ban lãnh đạo của ông. Trở lại có mụ Nikki Haley. Có mụ này trong quá khứ từng là người bờ đích cho ông Trump. Tôi có dự sự của từ bờ đích. Bờ đích có nghĩa rằng rất là nặng đó quý vị. Bây giờ những cái kẻ này là những kẻ mà chúng ta không thể nào ủng hộ được con mụ này trong tương lai. Đây, nghe con mụ này bờ đích ông Trump hồi xưa nè. Rất đạo đức giả, Nikki Haley. Đây là cái dòng mà Tổng thống Trump đã 4 phút trước đưa lên trang mạng của The True Social. Bà nói rằng là chúng tôi rất hoàn toàn tự hào về sự thành công của chính quyền Trump, đặc biệt là chính sách đối ngoại hoặc đối nội. Chúng ta cần phải tập trung vào chính sách này và chính sách hoàn toàn đúng, và những đảng Cộng hòa cần phải làm điều này. Tiếp theo, một cái dòng bờ đích ngày 28 tháng 2 của 2021. Một bài diễn văn tuyệt vời của Tổng thống Trump về những chiến thắng về chính sách của ông Trump và những đảng Cộng hòa cần phải đoàn kết lại với nhau. Và đảng Dân Chủ và truyền thông đang cố gắng để chia rẽ cái đảng Cộng hòa về chuyện này không xảy ra. Con mụ, mày đó, mày ra mày tranh cử, mày đang chia rẽ cái đảng Cộng hòa đó. Bởi vì đừng nghe những gì chính trị gia như là Nikki Haley nói, và hãy nhìn những gì chính trị gia Nikki Haley làm. Tổng thống Trump còn đưa ra một cái dòng mạng xã hội ngày 15 tháng 9 của 2024 từ miệng của bà Nikki Haley, nói rằng một năm về trước, Tổng thống Trump và lãnh đạo của nhóm tiểu vương quốc Arab, Bahrain và Israel có thể ký một hiệp định Abraham. Hiệp định đó là một bước lịch sử để đạo sự hòa bình cho Trung Đông, và mạnh mẽ cho tới ngày hôm nay, và thế giới hoàn toàn được an toàn bởi vì họ. Trong khi đó, họ nói rằng một năm về trước, Tổng thống Trump đã làm một chuyện mà chưa có tổng thống nào làm, đó là đem Israel và những đứa Hồi giáo để ngồi lại bàn đàm phán để chống lại sự ảnh hưởng bành trướng của khủng bố Iran thông qua hiệp định Abraham. Nhìn lại chính sách của Biden là hoàn toàn tệ hại khi nhìn lại ký nghị Iran deal. Và đó là những gì mà thật sự Nikki Haley, một kẻ đã từng ủng hộ chính sách mạnh mẽ của Tổng thống Trump, hiện giờ đang chửi trích ông Trump và nói rằng cái lời kêu gọi của ông Trump nói cái nhóm Hamas là thông minh là sai. Không lẽ Iran nó không thông minh? Đối với tôi, Iran nó thông minh để có thể lừa đảo chính quyền của Biden lấy 6 tỷ đô la. Đối với tôi, những chương trình cánh tả như MSNBC, một số chương trình khác rất thông minh khi tập nó sự lừa đảo những cử tri con lừa của tụi nó về cái sự kiện Trump Nga, và lừa đảo cử tri con lừa của tụi nó về chính sách kinh tế của Biden hiện giờ đang lạm phát tràn lan tại cái nước Mỹ của chúng ta. Đảng Dân Chủ thông minh không? Thông minh chứ. Nhưng mà không có nghĩa rằng những hành động của họ đúng, và không có nghĩa họ là con người đàng hoàng. Và đó là chương trình của bản tin của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.